What's up? Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Mình là Boss Gear đây. Và hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho các anh em một con bàn phím mới. Thì cái con bàn phím này có thể sẽ là phù hợp với những cái đối tượng mà có không có nhu cầu quá cao về đèn LED, chỉ có LED một màu thôi, và thiết kế cực kỳ hâm mộ và rất là lạ mắt. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào mở hộp. Ok, bây giờ mình sẽ cùng bóc hộp cái con bàn phím này ra. Thì con bàn phím này có một cái kiểu đóng hộp rất là đơn giản, tức là nó không có gì khác ngoài một cái hùng bìa cắt tông để mình đựng bàn phím bên trong. Mình sẽ khui hộp luôn, không thể đòi hỏi hơn nếu cái giá rẻ như thế này. Ở bên trong chúng ta sẽ có một cái bàn phím cơ được nặng gọn ở trong này và bọc ni lông rất là nặng các bạn. Khi mình nhấc nó lên thì phải có cảm giác là cực kỳ nặng luôn. Đó, bóc ni lông ra luôn. Rồi, ở trong này chúng ta sẽ có thêm một cái nữa, đó là cái kê tay. Cái kê tay của con này cũng rất là to, và có thể nhìn thấy nó rất là to ở đây, to khủng khiếp. Nói chung về con bàn phím này, khi mở ra thì mình thấy cái gì nó cũng to và cũng rất là nặng. Rồi, không còn cái gì ở trong cái hộp nữa, mình bỏ sang một bên. Ở đây, đây chính là cái bàn phím của chúng ta. Đó, em yêu ngày hôm nay. Rồi, các bạn có thể thấy một cái kiểu dáng thiết kế cực kỳ hầm hố ở đây. Để mình zoom lại cho các bạn coi cho kỹ hơn. Các bạn có thể thấy là con này có thiết kế kiểu dạng giống như một cái cỗ máy, một cái con robot vậy á. Thì nó sẽ hơi gồ ghề một chút. Nó sẽ có những cái đường gấp khúc hình vuông vắn như thế này. Kể cả bốn góc của nó thì vẫn sẽ được bo vuông hết luôn. Và bốn góc này chúng ta sẽ thấy có bốn cái dải trắng. Đây chính là cái dải đèn LED của nó, tí nữa mình bật lên nó sẽ sáng lên LED lên cho các bạn coi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái thiết kế hoàn toàn là bằng nhựa, chứ không phải bằng kim loại nha các bạn, hoàn toàn bằng nhựa thôi. Nhưng mà mình nghĩ là cái con này nó sẽ có một cái lớp kim loại nằm ở phía dưới, cho nên nó rất là nặng. Mình cầm nó lên cảm giác như cầm cả một cục sắt vậy đấy, rất là nặng. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái chữ machinery, tức là giống như một cái cỗ máy vậy. Thì đây là một cái bàn phím cơ, chứ không phải là bàn phím giả cơ nha các bạn, bàn phím cơ luôn. Và cái phông chữ của con này thì đang sử dụng một cái phông chữ cũng khá là phổ biến của các bàn phím Trung Quốc hiện nay. Và nó sử dụng một cái layout cũng là layout chuẩn. Tuy nhiên thì có cái nút cắt này thì mình thấy nó có cực kỳ là khác biệt. Nút cắt này thì các bạn có thể thấy là nó làm rất là to và làm cắt điệu lên, nhìn nó rất là hầm hố. Nếu mà các bạn nào mà ưa thích cái sự mà hầm hố mà kiểu dạng như robot thì các bạn có thể mua bàn phím này đem về trưng thôi cũng đã thấy đẹp rồi. Và có một cái điều đặc biệt nữa là con này sử dụng đèn LED, thì nó sử dụng đèn LED màu xanh hoàn toàn, tức là một màu xanh thôi. Ok, đến cái phần tiếp theo mình sẽ thử khui cái switch của cái cáp của con này lên. Thì mình đang có cái nhổ cái cáp có thể gắn luôn cả cái switch ở trên đầu đây. Khui một con đây. Và đây chúng ta sẽ thấy có con này đang sử dụng switch blue switch của thằng Kai nha các bạn. Kai thì nó cũng khá là nổi tiếng với cái switch blue giống như lại của Cherry, thì nó thiết kế khá là giống Cherry với đèn LED nổi nằm phía trên như thế này. Rồi, và mình đoán quả là không sai, ở phía trong này chúng ta sẽ có một cái lớp kim loại nữa nằm phía trong này. Ở phía đấy, nó là một cái dạng thiết kế cũng khá là phổ biến đối với các cái bàn phím cơ như của Razer hay là Corsair. Thì là như vậy thì nó sẽ tăng cái độ nặng của bàn phím lên, và cũng như là sẽ phản lên ánh sáng nhiều hơn, phản ánh sáng từ dưới đáy lên thì nó tỏa nhiều hơn là so với những cái con bàn phím mà sử dụng bằng nhựa. Ở đây thì các bạn thấy có một cái điểm đặc biệt nữa, đó là ở bốn góc này sẽ có bốn cái dải LED màu xanh ở đây. Nó sẽ được trang trí thành màu trắng nhìn khá là hay. Nếu như các bạn bật LED lên thì nó LED của nó khá là sáng và đảm bảo cho các bạn sử dụng trong đêm thoải mái luôn. Và mình thấy nó cũng hơi là sáng lóa luôn đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần dây cáp. Cái cây cáp của con này, dây cáp của con này thì nó vẫn được bọc dù, đó là chắc chắn. Tuy nhiên không phải là thuộc dạng cây cáp dày, nhưng mà không phải dây cáp dày, nhưng mà nó vẫn là được bọc dù. Ở đây chúng ta sẽ vẫn có cục chống nhiễu và cái đầu USB này vẫn được mạ vàng, rất là ngon.
Ở mặt sau của bàn phím thì chúng ta sẽ không có gì nhiều ngoài những cái cơ bản như là hai cái lẫy để mình nâng hạ độ cao của phím này, rồi bốn cái chốt cao su ở đây đó, để giữ cho phím không bị trơn trượt. Đây là bonus thêm một cái ở giữa nữa để cho chắc chắn. Về mặt sau thì cũng không có gì khác cả, với cái thiết kế cũng rất là hầm hố luôn. Nói chung tổng thể con này nó có thiết kế kiểu dạng như là hơi kiểu thiên hướng viễn tưởng một chút đó. Rồi bây giờ mình sẽ đến một cái phụ kiện đi kèm của con này, đó chính là cái kê tay. Các bạn có thể thấy cái kê tay này khá là to và có thiết kế rất là dị. Vì sao thiết kế nó dị như vậy thì các bạn có thể là hiểu được rằng là khi mình để kê tay lên á thì những cái chỗ lõm này sẽ là những cái chỗ mà mình để tay. Đó, bây giờ mình sẽ lắp thử cho các bạn coi. Rồi, để lắp cái tay của con này thì lại cực kỳ dễ luôn, nó không hề khó những cái con khác. Các bạn chỉ cần để kê tay đúng vị trí ngang với cái bàn phím như thế này. Đó. Để hai cái này nó khớp vào cái góc hai bên. Các bạn có thể thấy đó. Đó, nó sẽ khớp vào hai bên như thế này. Và đó các bạn chỉ cần đẩy nhẹ vào. Đó là nó sẽ tự động khớp vào luôn, không cần phải khó khăn như những con kia. Đó, còn khi các bạn kê tay thì khi mà bạn để tay ở đây thì cái chỗ để tay, cái cùi chỏ của mình đây, nó sẽ đặt ngay đúng ngay chỗ vị trí của cái này thì rất là dễ dàng, mình cảm giác để tay rất là thoải mái. Ngoài ra thì cái con kê tay này thì nó rất là to, cái đoạn khúc của nó phải đến dài khoảng tầm đến gần 10 phân, tức là 10 cm. Cho nên là khi các bạn để tay, cho dù tay ngắn hay tay dài, tay nhỏ hay tay to thì đều có thể kê được rất là thoải mái, cả bên trái hay bên phải, cả phần phím số luôn. Đó, các bạn có thấy là kể cả phần phím số khi mình để kê tay lên thì nó vẫn đủ không gian để cho mình kê, mình đánh số luôn. Đó, rất là thích hợp với những bạn nào mà sử dụng bàn phím gõ phím theo trong thời gian dài và nó sẽ không gây mỏi tay cho các bạn. Đó, rất là tiện. Rồi, về cái phần led của con này thì do là dùng led nổi nên led của nó rất là sáng nha các bạn, rất là sáng. Đó, mình sẽ cùng show led cho các bạn. Ok, chúng ta sẽ đi sang cái phần đèn led của hệ thống led của con bàn phím này. Thì các bạn có thể thấy đây là con bàn phím mà sử dụng hệ thống đèn led hoàn toàn là bằng màu xanh hết luôn. Và chúng ta sẽ vẫn có bốn cái góc cạnh mà mình đã nói ngay từ đầu là nó sẽ sáng led, nhìn khá là đặc biệt. Và cái con này sử dụng đèn led nổi cho nên là đèn led của nó rất là sáng, mặc dù mình đang để ở một cái điều kiện sáng rất là nhiều, tức là điều kiện thừa sáng ạ. Ở đây mình có bóng đèn rất là lớn cho nên là ánh sáng cũng khá là cao, nhưng mà cái đèn led của nó vẫn rất là nổi bật, không hề có hiện tượng nó là mờ led. Nếu như mà con này mà mình sử dụng trong phòng tối thì cực kỳ là sáng luôn, đảm bảo các bạn coi phải lóa cả mắt. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 nút để điều khiển led thôi. Để mình sẽ cho các bạn xem 3 nút điều khiển led. Ở đây sẽ có BS, SL và SBB. Thì cái 3 nút này chỉ dùng để điều khiển led, các bạn không ấn FN nhé, mà các bạn chỉ cần ấn 3 nút này thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ ấn nút SL để đổi chế độ led. Và chúng ta sẽ ấn BB để tăng tốc độ led, hoặc là PS để giảm tốc độ led. Đó. Rất là đơn giản thôi. Vì con này nó là thuộc dạng bàn phím cơ giá rẻ cho nên là hệ thống led của nó cũng không có gì đặc biệt cả, nó sẽ led theo hàng. Tức là nó sẽ có một số các cái chế độ nhưng mà chỉ nháy theo hàng thôi. Và chủ yếu là đơn giản là nó sẽ như vậy, nó chỉ có điều khiển led như vậy thôi. Đó. Rất là dễ. Đó. Kiểu dạng xếp gạch từ trên xuống dưới như thế này. Và nó sẽ có một số các cái chế độ cũng khá là giống nhau nhưng mà chỉ là đảo chiều. Đó. Vì con bàn phím cơ này cũng thuộc dạng giá rẻ mà, không phải là thuộc dạng cao cấp lắm. Ok, đại khái là nó sẽ có những cái chế độ led như thế, đó, theo hàng như vậy. Vì led của con này khá là đơn giản thôi, cho nên là mình sẽ không có đi nhiều vào phần led. Rồi, bây giờ mình sẽ thử luôn qua chế độ, đó là các chế độ tiếng gõ của con này cũng như cảm giác gõ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử gõ con này. Vì con này đang sử dụng là Blue Switch của thằng Kai, cho nên khi các bạn gõ sẽ nghe tiếng phát ra tiếng click khá là to. Và cái con của Kai thì cái lực bấm của nó cũng rất là nặng chứ không phải là nhẹ như những con Switch của thằng khác.
Ok, mình đã đưa cái mic vào gần bàn phím hơn để cho các bạn nghe rõ rồi. Mình sẽ gõ thử một đoạn cho các bạn ra coi. Các bạn thấy là tiếng gõ của nó cũng khá là thích tai. Mặc dù vậy thì do cái con này nó thuộc dạng bàn phím giá rẻ cho nên có vẻ là gia công nó không được tốt cho lắm. Thì khi mình gõ thì vẫn có cảm giác nó hơi nặng một chút, cho nên sẽ khiến tay của mình khá là mỏi. Và cái nút cắt của nó thì con này là nút cắt khá là to, cho nên là khi mình gõ thì tiếng cắt nghe rất là to, to hơn hẳn so với những cái con nút khác. Nhưng khi mình gõ cắt thì có cảm giác hơi khó chịu một chút. Nhưng nếu bạn nào thích phím cắt mà nút kêu to như này thì có thể lựa con này. Ngoài ra thì cái điểm nổi bật của nó thì do con này đang sử dụng Kai Blue, cho nên là tiếng của nó sẽ to và đanh, nghe rất là sướng tai. Và các cái nút cắt như là nút cắt hay là nút shift hay là các cái nút dài như này thì nó sẽ không có lọc sọc lắm, thì nó vẫn nói chung là đủ đáp ứng tốt cho các bạn có nhu cầu sử dụng bàn phím cơ LED đẹp như thế này mà lại không có cần đầu tư quá nhiều tiền. Và cái này có một cái ưu điểm nổi bật nhất mà mình thấy thì có lẽ đó chính là cái phần kê tay của con này, vì nó có cái kê tay rất là to đó. Mình có lẽ thấy thích nhất cái điểm này của con đấy. Và cái thứ hai nữa là đèn LED cực sáng, đèn LED của con này rất là sáng. Và cái thứ ba đó chính là cái thiết kế của nó khá là hầm hố với bốn cái dải LED ở bốn góc, nhìn rất là đẹp. Đó là những cái ưu điểm tốt mình thấy đặc biệt của con này. Còn tuy nhiên thì những cái nhược điểm vẫn còn rất là nhiều. Ví dụ như là cái thiết kế hơi to thì nó sẽ chỉ thích hợp cho những bạn nào mà có bàn rộng mà thôi. Còn cái cảm giác gõ thì vẫn chưa thực sự là sướng lắm, vì nó vẫn hơi nặng tay, mình không thích gõ quá là nặng tay. Đó là những cái nhược điểm của con này. Ok, nếu mà các bạn thấy hay thì hãy like và share giúp mình cho các bạn cùng coi. Còn cái con này thì mình để giá và cũng như thông tin sản phẩm ở phía dưới phần mô tả nhé. Các bạn cứ hỏi mình biết sao không để giá. Thì cái này mình để link sản phẩm thôi, các bạn vô web coi trực tiếp giá. Và giá của con này khoảng tầm 500 ngàn thôi. Nếu các bạn muốn mua thì hãy vào trong link mô tả và trong web, hoặc là các bạn hãy mua trực tiếp trên fanpage. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Chúc.